Dương Tử được khen EQ cao khi đăng bài phản ảnh lúc nửa đêm, miệng đàn ông là ma lửa gạt, ám chỉ ai đây? Ngay lập tức năm gã trai hư được dân mạng chỉ tên sau bài đăng của Dương Tử. Nửa đêm ngày 28 tháng 5, Dương Tử khiến dân mạng hoang mang khi bất ngờ đăng tải bài viết phản nàn. Miệng đàn ông là ma lửa gạt, lần đầu tiên đi xin số điện thoại của nhiều người như vậy. Ngay lập tức nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng, không biết nữ diễn viên đã xảy ra chuyện gì mà tức giận đến vậy. Tuy nhiên khi để ý kỹ dòng hashtag bên dưới bài đăng, người hâm mộ mới té ngửa rằng cô nàng đang ám chỉ show truyền hình tạp kỹ sắp lên sóng mà mình tham gia, mang tên Manh Manh Thám Thám Án. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn khoe thêm một tấm ảnh nhí nhố của bản thân trong chương trình và danh bạ điện thoại với nhiều cái tên được lưu lại. Thông qua màn hình chụp điện thoại, người hâm mộ có thể biết thêm về dàn khách mời tham gia chương trình mùa này gồm Hoàng Tử Thao, Na Anh, Gia Giật, Tống Á Hiên, Tôn Hồng Lôi, Dương Địch. Vì thế ngoài Na Anh, năm cái tên còn lại chính là những gã trai hư, là ma lừa gạt mà Dương Tử hài hước nói tới. Manh Thám 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 Án là chương trình thực tế và suy luận nhập vai. Các thành viên tham gia phải tìm ra manh mối thông qua các điểm nghi ngờ trong cốt truyện, bộ phim hoặc trò chơi cường độ cao. Có hàng loạt các cú twist đảo ngược bất ngờ xảy ra trong quá trình điều tra, để rồi cuối cùng sự thật được tìm ra trong sự ngạc nhiên và vui vẻ của mọi người. Được biết bên cạnh dàn cast chính, các nghệ sĩ nổi tiếng như Vương Tấn Khải, Trần Phi Vũ, Dương Siêu Việt cũng sẽ tham dự với tư cách khách mời của chương trình. Với nội dung logic hài hước lại sở hữu dàn nghệ sĩ và khách mời khủng, Manh Thám 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 Án hứa hẹn sẽ trở thành chương trình tạp kỹ hot nhất khi lên sóng vào mùa hè năm nay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVLOG. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!